Chào các bác nhé. Hôm nay em đào cây trà hoa đỏ tam đảo Camellia Ruby. Đào một cây cho bác ở dưới Sóc Sơn, Hà Nội. Cây rất nhiều hoa. Cây chơi Tết tuyệt vời luôn. Cái này là vanh 23. Hoa sai. Lấy bầu cũ của nó nhá. Đúng rồi, đấy lấy bầu này này. Đấy bầu to này khênh nặng lắm. Nó nằm ở đâu? Dễ đến ra đến đây chưa anh? Dễ nó ra hết rồi, tóm lại loài này trồng không bao giờ chết nữa anh ơi, coi như là ủi. Mấy năm rồi còn đâu nữa. Nó anh cứ đánh đi xong đoạn gọt dần, cứ đánh gọt dần thôi. Đánh bầu to tí cả mấy cây to. Một tí đào xong đi luôn mà. Chả luôn mình ngồi lúc đấy. Lại đúng cái tình cảm cho bác ở dưới Sóc Sơn này. Thiện chí mùa kết quá rồi. Thế là hơi gần Tết cũng cho các bác lấy về các bác chơi, cây tán đẹp. Quay từ xa cho các bác xem. Quá đẹp. Cái này lên chậu nói bác tuyệt vời luôn. Tán rộng hơn mét. Tán này nó khoảng độ được 1m6 rồi, 1m6, 1m7. Hoa này. Đấy. Là cụ này đi đấy. Cho cụ đi luôn. Cụ ra đi chân lạnh toát. Chân lạnh toát.